Matheson bị kẻ hạ mình 15 năm trước đe dọa cho giải nghệ lần thứ hai. Kevin McBrider, người đã chấm dứt sự nghiệp của Matheson 15 năm về trước, đang nóng lòng tái hiện điều này một lần nữa. Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Mike Tyson là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của lịch sử quyền Anh. Một tay đấm khét tiếng, một cỗ máy chiến thắng tưởng chừng hoàn hảo, đã bị mài mòn vì những scandal bên lề, để rồi gục ngã trước Kevin McBrider khi trận đấu mới trôi qua được 6 hiệp. Thất bại thứ 6 trong sự nghiệp cũng chấm dứt mối lương duyên của Mike Tyson với quyền Anh. Mike Thép tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. 15 năm sau, Mike Tyson đã tái xuất với mục đích làm từ thiện. Đối thủ mà cựu vương hạng nặng lựa chọn là Roy Jones. Sau màn sao găng có kết quả hòa tại Staples Center sắp tới, Mike Thép kỳ vọng sẽ thượng đài thêm một vài trận đấu nữa. Tyson Fury, Anthony Joshua, Evander Holyfield là những đối thủ tiềm năng. McBrider, người từng khiến Mike Tyson giải nghệ, cũng sẵn lòng chạm trán gã đàn ông tệ nhất hành tinh thêm một lần nữa. Tôi muốn sau trận đấu giữa Mike Tyson và Roy Jones, sau đó ông ta nói tôi muốn so găng với người cuối cùng đánh bại tôi. Tất nhiên là tôi muốn thượng đài với Mike Tyson một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ trao cho nhấy một trận tài đấu. Tôi cũng muốn có cơ hội để kết thúc việc này. Tôi đang là một chuyên gia cưa cây, tôi vẫn còn sung sức nhờ việc cưa những khúc gỗ. Nếu trận tài đấu với Mike Tyson diễn ra, tôi chỉ cần vài tuần để chuẩn bị. Nó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi nó thực sự kết thúc. McBrider chia sẻ trên Sky Sport. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Mike Tyson mây mưa thâu đêm trước thất bại đáng quên nhất trong sự nghiệp. Cựu tay đấm người Mỹ thừa nhận quá sức trên giường là một trong những lý do khiến bản thân nhận thất bại đau đớn nhất sự nghiệp. Ở tuổi 20, Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại với thành tích 37 trận thắng và 33 trận knockout. Sau khi hạ gục Michael Spinks, Tyson được lên kế hoạch bảo vệ đai trước Buster Douglas ở Tokyo, Nhật Bản. Nhằm giúp Tyson tập trung tối đa cho trận đấu, đội ngũ của Mike Thép đã nhốt cựu tay đấm người Mỹ trong khách sạn. Tuy vậy, bất ngờ vẫn xảy ra khi Douglas, người mà giới chuyên môn nhận định không cùng đẳng cấp với Tyson, đã hạ knockout Mike Thép ngay tại Tokyo Dome vào ngày 11 tháng 2 năm 1990. Chia sẻ về cú sốc ở Nhật Bản, Tyson cho biết ngoài việc xem thường đối thủ, cựu tay đấm người Mỹ cũng bị suy giảm thể lực vì mây mưa thâu đêm với tất cả các cô gái dọn phòng trước thời điểm thượng đài. Tôi thậm chí không phải trả tiền cho những người dọn phòng để được mây mưa bởi tất cả họ đều tự nguyện. Nhưng vì tôi luôn chi rất đậm nên những lần sau họ rủ thêm bạn tới. Trích tự truyện của Mike Tyson sự thật trần trụi. Thất bại đầu tiên trong sự nghiệp như bước ngoặt với Tyson. Năm 1995, Tyson được thả tự do vì giảm án tù xuống còn 3 năm. Tái xuất quyền Anh, Tyson giành đai WBC và WBA khi quật ngã Frank Bruno và Brooks Seddon. Tuy vậy, sau hai thất bại liên tiếp trước Evander Holyfield, Mike Thép đã không còn là chính mình. Năm 2005, huyền thoại quyền Anh giải nghệ sau thất bại trước Lennox Lewis. Hiện tại, Tyson đang chuẩn bị cho màn tái xuất diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới đây. Đối thủ của cựu tay đấm người Mỹ là cựu vô địch 4 hạng cân Roy Jones. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Mike Tyson tấn công điên cuồng Roy Jones, kết quả cực sốc. Với điểm số từ 3 trọng tài khách mời là 76-76, 79-73, 76-80, Mike Tyson và Roy Jones đã được xử hòa ở trận đấu biểu diễn tối 28 tháng 11. Điểm số có 3 trọng tài chấm cho hai võ sĩ, tuy nhiên kết quả này chỉ mang tính tham khảo, không phải kết quả chính thức. Đại diện ban tổ chức thông báo, Mike Tyson hòa Roy Jones sau 8 hiệp, mỗi người thắng 4 hiệp với tổng số điểm chung cuộc là 76-76. Tuy nhiên như thông báo từ trước, đây không phải kết quả chính thức bởi trận đấu chỉ mang tính biểu diễn và không có thắng thua. Ba vị trọng tài khách mời cùng thống nhất với kết quả từ ban tổ chức. Một người cho điểm hòa, một người chấm Tyson thắng 79-73, còn người kia để John thắng 76-80. Tất cả những đánh giá này phù hợp với diễn biến của trận đấu
Mike Tyson chủ động tấn công, tung ra nhiều cú đấm hơn, nhưng John mới là võ sĩ kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ông biết cách hóa giải lối chơi tấn công vũ bão của huyền thoại quyền Anh hạng nặng. Theo CBS Sports, Mike Tyson thu về 10 triệu đô, còn Roy Jones nhận về 3 triệu đô sau trận đấu. Số tiền này có thể cao hơn lên đến 20 triệu đô mỗi người nếu tiền bản quyền hình ảnh dạng pay-per-view đạt mức dự đoán của ban tổ chức. Trước trận, Mike Tyson tiết lộ trên Twitter, con số này cao hơn kỷ lục trong vòng 5 năm gần đây. Ông cũng dự định toàn bộ số tiền thưởng sẽ được làm từ thiện. Là trận main card của sự kiện quyền Anh kéo dài 4 tiếng, có tên Frontline Buster, được tổ chức bởi Legend Only League, Mike Tyson cùng Roy Jones muốn giúp người hâm mộ lần đầu được trải nghiệm, xem những võ sĩ đỉnh cao thi đấu ra sao ở tuổi xế chiều. Trận đấu cũng trở nên đặc biệt khi diễn ra trên sân không có khán giả, và khán giả buộc phải xem gián tiếp qua truyền hình hoặc Internet. Dù trận đấu chỉ kéo dài 8 hiệp, mỗi hiệp 2 phút và được sử dụng găng tay 12 oz, diễn biến trong gần nửa giờ không thực sự thỏa mãn người xem, Mike Tyson chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Như phần lớn các võ sĩ đấu Mike Tyson trước kia, Roy Jones nhọc nhằn duy trì khoảng cách để thoát khỏi sự vây hãm từ Mike Tyson. Sang hiệp 2, Roy Jones tích cực di chuyển hơn. Mỗi khi bị dồn vào góc võ đài, ông chủ động lao tới ôm Tyson hoặc thụp xuống né đòn sớm. Chiến thuật di chuyển khôn khéo này giúp Roy Jones có một cú đấm thẳng giữa mặt mai thép, nhưng thiếu lực để khiến Mike Tyson gục xuống. Trong vụ cắn tai lịch sử với Evander Holyfield, Mike Tyson từng bị đối phương cài đầu và nhiều lần húc vào mặt, làm mất bình tĩnh. Ở trận biểu diễn tối 28 tháng 11, Mike Thép cũng vấp phải lối đánh tiểu xảo này. Trong suốt 8 hiệp đấu, số cú đấm mà Mike Tyson tung ra luôn gấp đôi Roy Jones. Ông làm mọi cách để thuận đà ra cú tay sau. Nhưng cú chọc nhanh của Roy Jones khiến mọi nỗ lực áp sát của Mike Tyson bất thành. Từ hiệp 5, thể lực của hai võ sĩ sa sút, Mike Tyson không còn đánh nhanh như 3 hiệp đầu. Để đối phó, ông dĩ độc trị độc, nhiều lần ôm Roy Jones rồi thực hiện những cú móc bụng. Nếu vào thời đỉnh cao, Mike Tyson từng khiến đối phương lơi lỏng phòng ngự và chớp thời cơ knock out từ vũ khí này. Tuy nhiên ở tuổi 54, Mike Thép đã vô phương trước đối thủ kém 3 tuổi. Trước hiệp 8 quyết định, Mike Tyson thở dốc, mong có thể dứt điểm trận đấu nhưng bất thành. Khoảng 30 giây cuối cùng, Mike Tyson và Roy Jones gần như tựa vào nhau để trụ lại trên võ đài. Hai lão tướng rời nhau và phải mất hơn 5 phút để lấy lại nhịp thở trước khi tham gia phỏng vấn sau trận. Phần thưởng của trận đấu dành cho hai võ sĩ là chiếc đai WBC Frontline Best được trao bởi Hội đồng Quyền Anh Thế giới WBC. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.